Kính thưa quý vị, Việt Nam hôm nay với một thể chế luôn tự hào là độc lập, tự do, hạnh phúc mà nhan nhản cảnh bất công, nhiều vụ đánh nhau, giết người, nhiều vụ bắt bớ, đàn áp, bỏ tù người yêu nước, nhiều phiên tòa bất công với những bản án oan sai, vân vân. Và nhiều cảnh đời bất hạnh, lầm than mà không có một chính sách an sinh xã hội. Động lòng trước nhiều cảnh đời thương tâm, còn có những tấm lòng. Bà Út cho nó tiền phải không? Ở đặng tụi con cũng cho tiền, nó đâu lấy đâu bé cho tiền bé. Nó nghe nè, có ăn cơm không? Ăn gì đi về hay chở về ha? Rồi bị giật khách nhiều vé số không? 20 hả? 200 vé số lẫn hả? Bây giờ sao giờ tiền đâu, đờ người ta cho tiền sao không lấy? Hả? Nó bị giật vé số mà ở đây cả xóm cho tiền mà nó không có lấy. Sao vậy? Bị giật hết trơn luôn nè, mà ta cho nó tiền quá trời luôn mà nó không có lấy kìa. Nguyên xóm thì tôi đây là người 100, 150 luôn, có gom tiền quá trời luôn cho mà nó không có lấy, giờ nó về. Nó không có lấy. Con bé này cũng cho mấy trăm luôn nè, kìa đó bà Tám, bà Út cũng cho quá đấy, trời luôn mà không lấy đấy. Luôn á. Nhét đại cho túi cho nó đi chứ giờ. Kệ đi về thêm đi, nói chung là biết sao, người ta thương rồi, kệ ấy đi. Cho nó không lấy, bà Út cũng cho mấy trăm luôn không lấy kìa. Kéo kéo cái. Giật mà nó tội nghiệp, tại giật nhiều quá, đã tới 200 tờ lận rồi, giờ về rồi, đi về. Cho tiền quá trời không lấy luôn, bảo phải cho mấy trăm cũng không lấy kìa. Út Tư cũng cho tiền luôn, cũng không lấy đâu. Có kêu xe đa ôm chở về dùm cho không? Ờ thôi, tại dán làm ăn đi. Bị giật cái số hết trơn luôn, ở đây ta cho tiền quá trời, không lấy nữa đi. Ở ngoài gần chợ ngay ngã tư nè. Bố cả cho tiền cũng không lấy, giật hết trơn luôn, giờ nhỏ về không luôn kìa. Ờ nó vậy là sao dí mà đuổi người ta được. Tội nghiệp không? Mấy người chỉ không á, bỏ canh đi đó, canh mấy người mà tật quyền nữa. Bắt về đi con. Về đi rồi canh thôi, nó cần cặp ít thôi. Nó nghe nè, lên bán nè con đi. Con này đi. Đi làm cái số bán. Bị giật hết trơn mấy số luôn mà ta cho tiền không lấy. Đây đây có số cho tiền luôn, đâu lấy. Mới giật ở ngoài đường lộ nè, giờ đi về bò về vậy đó. Thật là bất nhẫn trước việc cướp bất nhân người tật nguyền. Tại sao kẻ nào đó không cướp bọn tham quan đang sên sang sống xa hoa trên sự đau khổ của người dân? Tuy vậy, cũng còn có những tấm lòng, đặc biệt là những người trẻ, động lòng trước sự bất hạnh. Họ đã dông rủi tìm và giúp đỡ những thân phận mà lẽ ra đó là trách nhiệm của chính quyền. Mời quý vị xem clip sau đây. Cảm nhận được tình cảm thân quen thì đỡ tai nạn.
giống như ăn thon luôn á ông nội. Giống như là chà, giống như là mấy thằng xả kích vậy đó, xả hủ vậy đó. Tuổi ông giống như mấy tuổi. Từ từ mấy người đừng có nôn. Chương trình lấy số rồi. Oh,
Rồi, ok. Có ai mua giấy số ủng hộ không?